Xin chào các bạn, mình là Nữ Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về mô hình. Ok, khá là nhiều bạn ở trong kênh đã réo cái tên này và muốn nêu review cái bộ mô hình này. Nó hơi to một chút ha, để nêu zoom ra một chút. Đây, cái hộp của nó đây. Ok, và hôm nay thì nêu sẽ review cái bộ mô hình Thunderbolt của hãng Inera. Cái hãng Inera này ấy, thì mình đã có review một số cái mẫu mô hình của nó như là con Trailblazer này, hay là mô hình Ruling này. Và đây là cái mẫu mô hình mới hơn của nó là Thunderbolt, và được rất là nhiều bạn muốn nêu review để xem là cái bộ mô hình này có gì đặc biệt, thì mình sẽ chia sẻ trong video này nhé. Và không để mọi người chờ đợi lâu nữa, hãy bắt đầu thôi. Mấy video gần đây thì Neo có review một số các mẫu mô hình của các bạn đến từ Trung Quốc. Có mẫu thì là hàng chính hãng, nhưng mà các bộ mô hình đấy thì các hãng Trung Quốc họ chưa có đưa ra cái bản tiêu chuẩn phân biệt các cấp độ các dòng mô hình như thế nào cả. Mà các anh em chơi mô hình lâu năm thì hay biết là Bandai thì họ đã phân ra các cấp độ mô hình dựa trên độ chi tiết của mẫu mô hình đấy. Ví dụ từ HG này, RG này, MG hay là PG ấy. Mình sẽ sử dụng cái mẫu tiêu chuẩn đấy của Bandai và sẽ xem các mẫu mô hình mà từ hãng Trung Quốc ấy mà có cái độ mà nó ngang tầm với cả những cái cấp độ nào của Bandai thì mình sẽ sử dụng để cho các anh em được dễ hiểu nhé. Quay trở lại với bộ mô hình này thì mình thấy có một cái hộp to tương đương với những cái bộ mô hình cấp độ Master Rank của Bandai. Đây, chiếc hộp rất to và dày cộp như thế này luôn các bạn. Đấy, phía trước thì nó sẽ có cái hình minh họa của cái con mô hình. Và con mô hình này nó sẽ có cái tông màu chủ đạo là màu xanh tím. Xung quanh sẽ là cái hình minh họa một số dáng tư thế action của con này này. Và phía bên này là một số những cái tính năng và bộ mô hình đấy. Ví dụ như là chuyển dạng thành máy bay này, hay là lúc nó lên được nhìn phía trước, phía sau và bộ khung xương của nó nữa. Đây là cái bộ mô hình mà mình mượn được của các bạn bên King Gundam Store. Cũng hơi vội vàng vì lúc mình đến chơi và thấy bộ mô hình này, thế là mình ngỏ ý mượn về để review luôn. Thế nên là gom tất cả những gì mình thấy ở trên bàn mình cho vào hộp của em về luôn, nên là không chú ý, nên là bị thiếu một vài chi tiết bộ phận nho nhỏ. Thì nếu các bạn xem video này thì nhớ thông cảm cho Neo một chút nha. Rồi, thì đây sẽ là bộ mô hình model kit. Bên trong sẽ có những cái tấm runner và chúng ta sẽ cần phải cắt ra và lắp ráp chúng lại với nhau, cũng như là hoàn thiện để thành một mẫu mô hình hoàn chỉnh. Rồi, thì bây giờ thì Neo sẽ mở hộp lấy con mô hình ra và show cho các bạn cái bộ mô hình đấy như thế nào nhé. Bên trong này thì hãng sẽ cho chúng ta một quyển sách hướng dẫn lắp ráp như thế này các bạn ạ. Bên ngoài sẽ là cái hình hướng dẫn của nó cũng như là tên của cái con mô hình này. Đấy, và phía bên trong thì sẽ là cái hướng dẫn các bước từ đầu đến cuối. Cái con này thì nó sẽ chia làm hai phần nhé. Một phần thì sẽ là lắp ráp cái phần khung xương trước, phần thứ hai là sẽ lắp ráp các phần bộ áo giáp và các bộ phụ kiện đó, và phần thứ ba sẽ là vũ khí và cái backpack, cái phi thuyền của nó ở đây. Và ở đây thì hãng sử dụng cái loại giấy khá là dày, giống như là các mẫu của những cái hãng Trung Quốc khác, chứ nó không phải dạng mỏng mỏng như là của hãng Bandai đâu. Chỉ có cái mặt này là có thêm cái hình minh họa của nó thôi, còn bên trong thì được in đen trắng hết nhá, cũng không có gì đặc biệt quá cả. Ok, và đây là mẫu mô hình Thunderbolt sau khi đã được lắp ráp hoàn chỉnh rồi, và ở đây thì mới gọi là ráp chay thôi các bạn ạ. Tức là nó sẽ còn phải có thêm một cái bước nữa, đó chính là kẻ panel line. Tiếp theo là sẽ dán đề can nước cho nó. Con này thì sẽ được cho thêm một bộ đề can nước để dán, để tăng thêm độ chi tiết nữa. Nhưng ở đây lúc mình mượn được thì mới được ráp chay thôi. Thì có như thế nào thì mình sẽ review như thế. Về tổng thể thiết kế thì mình thấy đây là cái mẫu mô hình theo phong cách phi thuyền trên không gian nhé. Tức là nó sẽ theo kiểu robot hiện đại, chứ nó sẽ không có các tính chất kiểu như là võ sĩ hay kiếm hiệp gì cả. Chủ yếu sẽ là súng ống các thứ. Cái phần buồng lái của phi công ở đây này, cũng như là những cái phần cánh đưa ra thế này, cho mình liên tưởng đến những cái chiếc máy bay phản lực. Và mình vẫn có cảm giác các hãng Trung Quốc đang học hỏi và spam cái mẫu mô hình Gundam Elite của Bandai khá là nhiều. Cái mẫu đấy thì nó cũng thiên về phong cách kiểu robot, phong cách phi thuyền chiến đấu. Phải nói là các hãng Trung Quốc bây giờ nó spam cái phần chi tiết cực kỳ nhiều các bạn ạ. Lúc mà nhìn vào con mô hình thì phần chi tiết bề mặt của nó rất là nhiều, phủ kín luôn. Nhưng mà được cái là hãng cũng điều tiết, cũng như là
phân phối màu sắc để cho tổng thể nó có phần hài hòa, chứ nó cũng không bị cảm giác quá là nát đâu. Những bạn nào mà thích theo phong cách kiểu hầm hố mà càng nhiều chi tiết các thứ càng tốt ấy, thì có lẽ là sẽ ưng cái mẫu mô hình này đấy. Nó cực kỳ nhiều chi tiết trên bề mặt luôn, kẻ pen line thì rất là sướng, nhiều chỗ để cho chúng ta kẻ. Cái con này thì nó được làm chi tiết từ cái phần giáp bên ngoài lẫn cái phần khung xương bên trong, đều được hãng làm rất là tỉ mỉ luôn. So với cả cái mẫu như kiểu Trailblazer thì mình thấy cái con này cái độ chi tiết của nó cao hơn khá là nhiều đấy. Đây, cái phần backpack phía đằng sau cũng được hãng chăm chút rất là cầu kỳ, rất là nhiều chi tiết, nhìn phủ kín luôn. Cái phần màu sắc là cái phần mà khá gây nhiều tranh cãi với các anh em nhé. Nếu mà mới đầu nhìn vào ấy thì các anh em sẽ hơi bị lạ lẫm và cảm thấy chưa được thích cái tông màu này lắm, tại vì nó sử dụng cái tông màu lại màu tím hồng, lại tím hồng rồi vàng các thứ nữa, cảm giác không được quá khỏe khoắn hay mạnh mẽ giống như là những cái tông màu chúng ta từng biết như kiểu xanh dương hay là đỏ các thứ ấy. Đối với Neo, lúc mà mình xem cái cầm trên tay xem mẫu mô hình thật thì mình thấy cái tông màu này nó lại khá là ổn nhá, cảm giác khác biệt đối với những cái mẫu mô hình khác, khiến cho con này lúc nhìn vào là mình nhận ra được là đây là cái mẫu mô hình nào luôn. Cái tông màu tím này ấy, thì người ta cũng làm rất là vừa chín và kết hợp với cả màu xanh nữa và một số chi tiết màu vàng để tăng thêm độ ấm cho nó và màu cam nữa, thì mình thấy là cái tông màu này nhìn trông lại khá là hay. Lúc kẻ like và dán đề can lên thì tầm màu xuống và cũng tăng độ chi tiết hơn. Mặc dù là không được trực tiếp lắp ráp cái mẫu mô hình này, nhưng mà sau thời gian vài ngày trải nghiệm cũng như là vọc bẻ con này thì mình không bị cảm giác các giáp nó bị rơi rụng lả tả như một vài cái mẫu bootleg tháo lắp một vài bộ phận, còn cảm thấy nó khá là cứng chắc và lúc bẻ thì là rất là cứng cáp và không có cái part nào nó bị rơi rụng ra cả. Mình thấy cái mẫu này nó hoàn thiện hơn so với cái mẫu Trailblazer ở cái khoản snap fit, tức là độ giáp khít các chi tiết vào với nhau tốt hơn, bẻ các khớp nó cũng cứng cáp hơn. Thế cái mẫu mô hình này thì có cái điểm nào mà mình chưa thích không? Thì đây là cảm nhận cá nhân của mình lúc mà cầm trên tay em này nhá. Và đầu tiên thì mình thấy cái phần tỷ lệ của cái mẫu mô hình này này. Mình cảm giác cái hãng này họ vẫn chưa tìm được cái tỷ lệ chuẩn cho cái các mẫu mô hình đâu. Từ cái con Trailblazer đến cái con này thì cái hình ảnh concept của nó ấy, thì rất là đẹp, rất là Gundam luôn. Nhưng mà lúc mà thiết kế ra thì cái phần tỷ lệ nó chưa được hài hòa lắm giữa cái phần thân và với phần chân. Tức là mình cảm giác như là cái phần thân lưng này nó hơi bị dài, còn phần chân thì nó lại hơi ngắn nhá. Nên là nếu nhìn bên ngoài ấy, thì nó sẽ không cảm giác được kiểu người mẫu hay là kiểu dáng đẹp giống như là mấy con Gundam đâu. Mình vẫn cứ có cảm giác như là con này bị lưng dài chân ngắn ấy. Đây là hình minh họa concept của nó này. Các bạn thấy phần thân của nó nhỏ hơn và ngắn hơn, trong khi phần chân thì kéo dài, làm cho cái tỷ lệ cái người của nó trông khá là hay ho. Thế nhưng mà đến khi lên cái mô hình thật rồi thì cái phần thân này, phần lưng này lại dài này, trong khi cái phần chân lại hơi ngắn nhá. Đấy, tạo cảm giác mất cân đối. Cái phần vũ khí cũng là cái phần mà bị hãng spam khi cái cho cái con này chơi cái quả vũ khí nó quá to, quá tầm như thế này để cho nó cầm. Cái vũ khí nó quá to thì làm cho cái tay nó nặng, khó là nhấc lên. Mặc dù hãng đã cho một cái pad để kết nối với phần cánh tay cho nó cứng cáp ấy, nhưng mà nó khá là khó giơ lên để tạo tư thế bắn giống như là ở trong cái hình minh họa này. Thêm nữa là lúc mà mình kéo ra để nó cho nó biến thành một cái khẩu súng dài ấy, dài quá đáng luôn đấy, nên là tạo cảm giác nó hơi bị quá cho cái mô hình. So sánh qua cái phần kích thước của em Thunderbolt này với một vài cái mẫu Gundam nhé, thì đầu tiên thì sẽ là một con cũng theo chủ đề không gian, đó chính là Gundam Asia, cũng tỷ lệ 1:100 đây. Có lẽ là con Gundam Asia này không có cửa với cả con này rồi, nó thấp bé hơn hẳn luôn. Và đây mình so sánh tiếp với một đại diện của Bandai, thì con Gundam Unicorn này có lẽ sẽ quen thuộc với nhiều anh em sẽ có, thì sẽ dễ hình dung được cái kích thước của nó như nào. Thì đây, lúc mà đứng cạnh là con Unicorn có cao hơn được một chút nhá, có chiều cao hơn một chút, và mọi người có thể nhìn gióng ngang thấy phần chân và phần người của con Unicorn nhá. Chân này nó dài hơn này, nó cao hơn. Phần thân thì nó hơi ngắn lại một chút, nên là nhìn con Unicorn trông dáng rất là người mẫu của anh em. Cực kỳ nhiều anh em thích cái form dáng chân dài của con Unicorn này. Và con này thì nhìn cảm giác chưa được cà phê cho lắm. Và cái con kiểu như này này, chỉ đứng lên trên bay cho nó kiểu cảm giác bay, nhìn chân nó còn dài một chút, chứ cảm giác đứng ở trên mặt đất thế này là chân khá là ngắn ngủn. Nào, cùng check biên độ cử động của em nó nhá. Đầu tiên sẽ là phần đầu này.
phần đầu chúng ta có thể đưa ra phía trước, ngửa ra phía sau. Ngửa phía sau được nhiều nhưng mà cúi về phía trước thì không được nhiều lắm đâu. Nghiêng trái, nghiêng phải không được nhiều lắm. Nó có hai khớp bi ở phía trên và phía dưới này, nhưng mà nó lại vướng phần giáp ở hai bên cổ nên là hơi hạn chế phần cử động ở phần cổ. Và tất nhiên là xoay cũng bị hạn chế rồi. Rất là khó để xoay được một vòng, đằng sau nó cũng có giáp nữa. Nên là xoay thì xoay được nhưng mà không tiện cho lắm. Cái chỗ gương mặt này của nó nhá, thì chúng ta có thể rút cái phần mỏ màu cam này của nó ra này. Đây, phía bên trong này thì chúng ta có thể bỏ cái phần kính màu xanh này của nó để lộ cái phần mắt bên trong nếu mà các bạn thích. Còn bình thường thì chắc nó đi ở trên môi trường không gian nên là muốn bảo vệ mắt cho con này thì được trang bị thêm kính ở mũ bảo hiểm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần vai của nó nào. Phần vai của nó thì có thể kéo ra như thế này và tăng phần biên độ cử động. Không phải sao người ta lại làm một cái chỗ để cho nó chặn, để nó không đưa ra tiếp nữa. Nó chỉ đưa vuông góc được như thế này thôi các bạn. Khá là kỳ ha. À đây đây, nó có thể nghiêng lên như thế này các bạn. Đây, nó nghiêng như này thì chúng ta có thể xoay nó ra hết cỡ. Thì như này thì cũng sẽ rất là xa đấy. Đây, nếu mà chúng ta nghiêng này thì nó sẽ di chuyển được rất là nhiều. Ok. Tiếp đến sẽ là phần giáp vai của nó này. Phần giáp vai của nó thì chỗ này không đưa lên được, nhưng mà ở xung quanh thì có những cái phần giáp này thì nó tách bạch ra và chúng ta có thể di chuyển được một chút. Đây, cũng không được nhiều lắm đâu. Đây, đây phần cánh tay của nó này. Đưa lên không được nhiều. Con này đưa lên phần cánh tay đưa lên hơi kém ha. Rồi. Tất nhiên là xoay một vòng cái chỗ này không vấn đề gì cả. Phần bắp tay của nó xoay một vòng. Đây. Và đây sẽ là cú gập tay của nó này. Đây. Tương đối tốt đấy các bạn ạ. Nó có hai phần khớp ở đây mà. Nên là nó di chuyển được khá là xa. Và chỗ vị trí này thì nó lại được có thêm một cái vòng xoay nữa. Đấy, để thay đổi các góc. Và phần bàn tay sẽ là một khớp bi ở đây. Đi đến phần thân của nó nhé. Chúng ta sẽ gập ra phía trước này, ngửa ra phía sau. Được khá là nhiều đấy các bạn. Khi ngửa ra phía sau được rất nhiều nhé. Gập về phía trước này. Nghiêng trái, nghiêng phải. Được rất là nhiều luôn. Đấy. Và khi nhìn từ phía lưng nhé, lúc mà chúng ta gập lưng này thì thấy dạo này các bạn Trung Hoa khá là trau chuốt về cái phần gập lưng của các con mô hình. Nên là khi gập thì nó có một sự nhịp nhàng và nó không bị ngắt quãng ở đâu cả. Đi đến phần giáp váy này. Phần giáp váy thì nó có hai cái khớp ở đây nên là chuyển động được khá là nhiều đấy các bạn ạ. Giơ lên được rất là cao như thế này luôn mà. Đây là phần váy bên này. Phần váy bên nó cũng, một là nó cũng đã để lệch đi để cho nó hở phần chân để di chuyển được nhiều hơn, mà nó lại còn đưa ra được rất là nhiều nữa. Nên là phần váy không có vấn đề gì cả. Phần váy đằng sau thì nó ở đây sẽ có cái phần váy nhưng mà đã được bỏ ra để lắp cái bộ phận này, để về sau nó lại lắp thêm một cái phản lực ở đây nữa. Đây là cái phần khớp háng của nó nhé. Phần khớp háng của nó thì sẽ có cái phần chuyển động trượt như thế này này, để tăng thêm biên độ cử động. Đây là cú đá ra phía trước của nó, cú đá ra phía sau, không vấn đề gì cả. Nghiêng ra đây. Ra đây thì mình lại thấy là nó không thể nào mà đá xoạc hết cỡ được. À, đây 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 đây. Cũng không xoạc hẳn hết cỡ được các bạn ạ. Hơi lạ ha. Đây. Ở đây là một khớp ở chỗ này, chúng ta có thể xoay ở khớp đùi của nó. Xuống đến phần đầu gối của nó. Đây là cú gập chân. Chỉ được như thế này thôi các bạn, không được quá nhiều đâu. À đây 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 đây, mình nhầm. Đấy, úi dồi ôi, gập như thế này cơ mà. Đây, lúc mà gập chân thì gặp cái đoạn này, nhưng mà nó lại có thể lại tiếp tục được mở ra tiếp thêm một lần nữa. Khá hay ở đoạn này ha. Khi gập này, mình thấy là phần giáp đùi này có chuyển động trượt. Rồi, và tiếp đến chỗ chân này của nó, phần đầu gối nhá. Phần đầu gối thì có một cái phần piston ở đây này. Và phía đằng bắp đằng sau nữa, lúc mà chúng ta chuyển động trượt, chúng lại có thêm một chuyển động trượt và lộ những cái cánh ở phía bên trong nữa. Và khi bình thường thì hơi khó để mở lên các bạn ạ, mà phải có cái chuyển động trượt như thế này thì nó mới lộ những cái phần cánh bên trong. Nói chung phần chân con này được đầu tư khá là nhiều đấy. Mình khá là thích cái phần chuyển động của phần chân của con này. Xuống phía dưới thì nó sẽ có một cái bể che mắt cá chân này, cũng như là cái phần bàn chân của nó. Phần bàn chân thì xoay sang phải, xoay sang trái, nghiêng, nghiêng, nghiêng phải, nghiêng trái được một chút, không được nhiều. Chúi xuống phía dưới hết cỡ, ngửa lên phía trên. Cái bàn chân của nó được chia làm 3 khớp đấy, để cho nó nhón được cái chỗ phần này lên nữa. Còn về backpack của nó này, chúng ta cũng xem phần biên độ cử động luôn. Đây là một cái backpack rất to và hình tráng và có rất nhiều những cái phần khớp được chuyển động ở đây nhá. Chỗ này sẽ là cái phần súng đưa ra phía trước của nó này. Chỗ ở đây thì sẽ có một cái phần buồng lái của phi công di chuyển được vị trí này. Và tiếp theo là phần càng. Phần càng này xoay góc độ như thế này và di chuyển. Mặc dù là mình thấy khá cứng, rất là nhiều góc độ xoay ở đây. Và Neo khá thích cái việc mà nó có một số cái piston như thế này này, để tạo cảm giác rất là cơ khí mà chuyển động nó rất là cứng nữa. Đây, đằng sau này cũng có hai cái ở đây. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận là nó hơi dễ bị bung cái chỗ này ra này, nếu mà chúng ta kéo quá xa, nên là để vừa phải thôi. Đấy, nó có chuyển động như kiểu piston như thế này, khá là hay.
và được cái là mình thấy rất cứng cáp. Đây chuyển động ở đây nữa, phía đây thì một số phần cánh này di chuyển được này, và ở đây thì chúng ta sẽ mở ra và có một cả một pháo dàn để ở đây để nó tấn công nữa. Và đây là robot Thunderbolt và các phụ tùng phụ kiện đi kèm theo với nó. Rất sorry các bạn là đây là mẫu mình đi mượn, thế nên là không được đầy đủ tất cả các đồ cho các anh em coi. Ví dụ thiếu mất mấy cái phần bàn tay để thay thế chẳng hạn. Con này thì sẽ có những cái phần bàn tay, nhưng ở đây thì mình chỉ có hai cái bàn tay để có thể cầm được vũ khí của nó thôi. Còn đâu thì nó sẽ có bàn tay nắm và bàn tay mở ra nữa. Và dạng bàn tay của nó sẽ là bàn tay tĩnh. Ưu điểm là cái độ sắc nét cao cũng như là khá là cứng cáp và chắc chắn. Mình đã thử cái phần bàn tay này và thấy kể cả việc tháo ra là nó cũng còn khó nữa, tại vì nó khá là chặt nha. Tiếp đến thì nó sẽ có một cái bộ phận phản lực như thế này. Thế một bộ phận này thì chúng ta có thể mở được ở hai cái vị trí ở đây này. Đấy, khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy là nó lộ các chi tiết cơ khí máy móc phía bên trong ra rất là nhiều. Mình thấy cái con này nó được làm rất là chi tiết, tỉ mỉ phía bên trong. Và cái thì trong này mà các bạn mà thích chơi hardcore, sơn rồi tô vẽ các thứ, đi line này, tới tô vẽ những cái đường màu như cho nó rất là chi tiết luôn. Còn đây là cái phần phản lực của nó ra. Cái bộ phận này sẽ để gắn ở phía đằng sau của nó. Đây, chỗ này chúng ta sẽ tháo cái phần váy sau của nó ra nhé. Và lắp thêm hai cái bộ phận này vào nữa. Một bộ phận thì để sẽ để cắm vào cái base, còn một bộ phận sẽ để cắm cái cục này vô. Đấy, mình thấy nó cắm xong thì nó có một cái bộ phận khá ổn vĩnh ở đây. Tiếp đến sẽ là một cái backpack siêu to khổng lồ của nó. Cái backpack này thì cũng có thể chuyển đổi thành một dạng phi thuyền máy bay được. Có phần buồng lái của phi công ở trong này. Cùng zoom là một chút nhé. Ở đây thì sẽ là có miếng nhựa clear và cái pad phía bên trong. Nhưng mà mình không nhìn thấy có phi công ở bên trong gì cả. Chỉ làm mẫu mô phỏng như thế này thôi. Và xung quanh thì nó được có cấu tạo rất nhiều khớp và cũng như là có các piston như thế này. Và bên này thì sẽ là một cái phần dàn pháo của nó khi mở ra. Nó có cả một cái dàn pháo lớn ở đây, rất là đẹp. Tiếp theo hai bên này thì sẽ lắp hai cái phần lưỡi dao. Đây sẽ là vũ khí cận chiến của nó. Đây sẽ là hai cái thanh dao được lắp sang hai bên. Mình sẽ tháo ra để tí nữa review tiếp. Rồi, còn cả cái bộ backpack này ấy, thì nó sẽ được lắp ra phía sau lưng của cái con mô hình bằng một cái chốt hình chữ nhật ở đây. Lắp đúng cái vị trí này. Đây chúng ta sẽ lắp đúng vào phần chốt của nó. Lắp một cái rất là mượt. Và khi lắp xong thì chúng ta có thể đưa cái hai cái khẩu súng này sang hai bên vai để cho nó có hai phần súng hai bên vai. Còn các phần pháo này thì chúng ta sẽ thay đổi các góc độ mà chúng ta muốn thôi. Đấy, kiểu như này. Khi lắp xong thì phần lưng của con này gọi là cực kỳ nặng luôn, nhìn muốn sụn cái vai luôn các bạn. Vì thế nên là lúc đeo lên là nó cứ bị ngửa gập ra phía đằng sau như thế này thôi. Rất là nặng mà. Nên bước này thì chúng ta sẽ phải cần đặt nó lên cái base rồi, tại vì chắc chắn là như này thì nó sẽ bị ngửa ra đằng sau như này luôn. Nên chắc chắn là chúng ta sẽ cần đến một cái base. Và đây sẽ có một cái base cho nó. Đây cái base như thế này. Thì ở cái bức hình này thì có hai mặt nhé. Có thể thay đổi hai cái mặt khác nhau. Chỗ này bỏ đây đã. Và đây là một cái phần càng khá cơ bản của mấy đợt trước mà mấy con Inera thì đều có cái dạng kiểu như này rồi. Đây thì chúng ta sẽ lắp cái chốt vào cái base này để cho nó có thể đứng được, giữ con mô hình ở trên cao. Và cái này thì có một vài cái di chuyển cho nó lên cao thấp, cũng như là xoay để cho nó đổ về phía trước hay ngửa về phía sau. Rất cơ bản rồi. Vũ khí tiếp theo của nó sẽ được cho ba cái con dao như thế này. Cái này mình nghĩ là vừa là dao vừa là súng, tại vì là đây này, cái chỗ phần này nó sẽ là cái phần súng của nó nhé, có họng súng ở đây, nhưng mà phần trên này thì lại là phần con dao. Đấy, thì chúng ta có thể kéo cái phần tay cầm khẩu súng của nó ở đây. Một là cho cái con này cầm ở cái dạng này thì nó sẽ là như kiểu cầm súng ấy. Hai là mình có thể cho nó cắm ngược ở đây thì nó sẽ cầm giống như là dạng dao hai bên. Đấy, để cho nó cầm ngược này thì cầm dạng giống như là hai con dao ha. Và cuối cùng, cái vũ khí mà làm nên thương hiệu của con mô hình này đó chính là một cây khẩu súng bắn tia laser rất là dài đây, và có một cái thiết kế khá là hay ho và độc đáo, và cũng được hãng chăm chút rất tỉ mỉ với rất là nhiều chi tiết cầu kỳ ở trên này. Nó cũng có những cái tông màu của con mô hình này, kiểu như là màu xanh này, màu tím, màu vàng, những cái phần dây dẫn màu cam hay màu đỏ ở đây nữa. Đấy, rất là chi tiết cầu kỳ ở cái bộ phận này. Và đây là cái phần bộ phận tích tụ năng lượng. Đấy, khi mở ra này chúng ta sẽ nhìn thấy bên phía bên trong này màu hơi xanh xanh nhưng mà ánh kim loại rất là đẹp, rất là đẹp. Chỗ này sẽ gập vào và để tích tụ năng lượng và mặn nó ra ở đây. Ở đây sẽ nó có sẽ có chuyển động trượt ở vị trí này này để cho nó kéo dài được cái phần thân của cái khẩu súng ra như thế này. Còn bình thường khi không sử dụng đến thì chúng ta sẽ kéo lại, xoay lại hai cái vị trí này và
cái bẻ ngược nó ra đằng sau như thế này. Cần kéo ra đây. Đấy, bẻ ngược nó ra đằng sau để nó cất đi. Đấy, hãng sẽ cho chúng ta hai chi tiết bé xíu như thế này và để lắp vào hai bên của cái phần khẩu súng. Sau đó thì sẽ lấy ba cái phần lưỡi kiếm lúc nãy đó, và chúng ta sẽ gập cái phần tay cầm lại và sau đó cắm lên những cái chốt như thế này và đây nữa đó. Và bây giờ khẩu súng đã được thay đổi hoàn toàn, nó sẽ trở thành một cái khẩu súng mà lại có ba cái phần lưỡi dao chĩa ra phía trước này, trông khá là ngầu luôn. Thay đổi thành một vũ khí mới cho nó, và phần này thì chúng ta có thể mở chõe ra để lúc mà nó bắn thì tia năng lượng được khá lớn bắn ở đây. Còn bình thường thì có thể để gập lại như này cũng được. Để cho con mô hình cầm thì chúng ta sẽ tháo cái phần bàn tay này của nó ra, đặt khẩu súng vào cái phần tay cầm và sau đó lại lắp cái bàn tay trở lại vào vị trí của nó thì con mô hình cũng sẽ cầm được thôi. Phần bàn tay này của nó thì cũng tương đối cứng cáp rồi nên là nó vẫn giữ được cái phần khẩu súng, thế nhưng mà cái khẩu này nó quá là to, thế nên là cái con này giữ nó không được chắc chắn lắm và nó sẽ phải cần thêm một cái pad để kết nối giữa phần cánh tay và phần khẩu súng lại. Ở đây thì rất tiếc là Neo lại không có cái miếng đấy ở đây, nhưng mà các bạn có thể xem ở cái tư liệu mình có nhé. Thì sau khi cầm lên thì chắc chắn đây là một khẩu súng rất là lớn rồi, nên là việc cái con mô hình này giơ lên và để bắn là chắc chắn là sẽ rất khó khăn rồi. Nó có thể giữ được khoảng sơ sơ như thế này thôi, nhưng mà khả năng thời gian lâu dài là nó cũng sẽ tụt dần xuống là khá là cao đấy. Nên là chủ yếu là có lẽ chúng ta nên để nó những cái tư thế mà nó kiểu cầm thả lỏng xuống như kiểu đang nghỉ ngơi như thế này thì nó sẽ hợp lý và nó sẽ giữ được lâu dài hơn. Ok, vậy là Neo đã vừa review xong mẫu mô hình Thunderbolt, một cái mẫu mô hình mà có cái phần màu sắc khá là độc đáo, phần chi tiết thì cực kỳ nhiều và thuộc hàng top ở trong những cái con mô hình của hãng Inera này rồi. Độ chi tiết rất là cao cũng như là trải nghiệm lắp ráp và biên độ cử động khá là tốt. Với cái mức giá này thì cũng rất là dễ tiếp cận cho các anh em mà đam mê mô hình. Thì các anh em thấy thế nào về mô hình này thì hãy comment để cho Neo được biết nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ những video trong tương lai của Neo Cường Phạm. Và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!